Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà, chào cả nhà. Hôm nay anh giao lưu cho cây dành dành sông Thụ đây. Hoa thơm lắm. Tiền nong cứ chả có đồng nào cả, mua cây này để phong thủy để tiết kiệm của để dành tí đấy. Đấy, các bạn nhìn cây hay cây sông Thụ hoa thơm lắm, cây dành dành. Cây này cao 3m2 các bạn ạ. Cái này anh bảo chưa được 25 tuổi. Chưa đến tuổi 20 còn đang thanh niên đấy nhờ. Lộ đang rất nhiều này. Cánh này về chột đi. Đấy các bạn trông lụ này. Đây lụ đây. Rất sai ấy, ở dân lụ. Hoa đến quả. Cái này mùa đó mà quả hoa nó vào đâu nhỉ? Anh đâu nhỉ? Đây cái hoa đây kìa. Anh ơi, hoa chủ đạo vào tháng mấy nhỉ? Anh ơi, Như ơi, hoa nó chủ đạo vào tháng mấy, hoa nhiều nhỉ? À, bắt đầu hoa rồi, lũ ấy rồi đấy. Và để dành các bạn nhé. Đây tỉa canh, tỉa ra tán đây. Này để đúng cái mặt này quay vào trong. Thế hung cục rồi nhé. Anh nhìn gốc này trên 30 hết. Đây cũng đang u cục, trông tuổi còn ít mà thấy u cục lên này. Đấy, vành to phết. Ôi ôi, đây là cô huyện đội công an kìa, nằm đây đây. Quy hoạch đây này, cổng đây này. Mé bên kia. Đấy, bên này, bên này, bên đấy sâu ở trong. Kiểm sát mạnh ra đây sao nhỉ? Bên ông trường à? Bên ông trường. Vì cái ông hai ông này nó cơ động, nó cạnh đường cao tốc. Hả? Ở cái chỗ con này bỏ. Biết bao giờ nó mới xanh không nhỉ? Tình hình nó khó khăn thế này. Chắc là phải lâu dài đây. Ngon chưa? Bên này đúng hai bên bằng nhau là sông Thụ. Phát thoáng nhé. Cái này cái chậu để cửa nhà cũng hơi bé đấy. Xong rồi. Xong rồi. Tao bảo rồi là cứ phải cái quần bùa. Nhưng tại sao giờ tao cứ mẹ tao sắm xấu quần bùa đây rồi nó. Đấy thuê các cháu nó thuê nó làm luôn được. Đấy, bà chủ bán một cây còn một cây vẫn để chứ không dám bán hai vì của đấy danh để lại. Bán thì em không cho bán ấy, em nhà không cho bán. Hai cây thì lại để không tiêu, một cây là vừa. Cây này nó mang phong thủy gọi là của đấy danh. Cái này đánh cho đi đâu? Hả? À? Anh em mang lên trên kia. Đánh thì thuê cái cháu này đánh luôn. Hả? À? Thôi thôi để nguyên. Cây bằng nhau đấy. Bây giờ cái cây một thân này mới đẹp như này. Cái một thân nó không cho nó thân, cái cắt tỉa đấy anh. Tí anh có kéo cắt đi. Vào nó bé nhưng mà bé này bé hạt tiêu đấy, không phải đơn giản đâu.
Cho anh cứ cho lên chậu đi, cây cho lên chậu to đi, nó rất mà cây phong thủy để chủ yếu lấy phong thủy thôi mà. Có lấy con lấy gỗ đâu mà. Nó già. Em nhớ chính xác là cái này anh bảo từ năm 27 phải không? 26 rồi. Nhà rất lắm đồ nhỉ. Đấy, đất chỗ đấy này rất mềm nhỉ. Đấy, dạ. Sơn nhỉ, đánh biết đâu. Cái được chưa? Hả? Cái được. Lên được. Phục trong này nữa là ra. Cho đổ ra, đổ ra bó sao ạ? Cho nó đổ nhất lên kia. Hả? Hả? Ra rồi. Ra rồi, xe. Thôi để lúc nào ấy đánh sau cũng được. Đánh em trồng luôn thì nó không ấy. Ừ, để trồng luôn. Vâng, cây quất này này, cây quất này này. Thôi. Trồng luôn. Chứ không đổ ấy. Hả? Đổ ấy. Đổ ngoài, là cái chất cái gì đó. Khách được làm hai cây. Cái này lúc trồng một cây nó lên mầm thế nào? Nó lên mầm. Chứ không phải hai cây đâu. Cái này người ta để như này nó có cái hay riêng, nó là song thụ, tức là vợ chồng ừ. Phu thê nó như thế. Chứ không phải là cây cảnh nó cứ tách một cây này là một nó tán. Mà tách ra là sợ còn không bảo đảm an toàn ấy. Cây mộc còn chả dám tách ấy. Chủ yếu trồng cây này là cây phong thủy. Ở trên kia mà nhà có cái điện ấy, trồng cây hải đường với cây mộc hương cũng được. Trà đắt lắm, kia cây mộc hương làm cây cầm cái mộc về này. Cái ngọc lan đấy, đúng rồi, đấy trông thế quá hợp với cây. Ui giời ơi, không sâu như ngọc lan nó dễ sống lắm. Nhưng nọ năm ngoái bán một... Đấy là trông ở trên đất đấy. Mà năm ngoái bán 1,2 triệu cho cây trồng người Mon Sơn Hà, nó to nhanh lắm. Ông ấy mua cây vừa vừa bằng... Bằng ngọc lan nó thơm mà. Nhưng mà cây đấy nó dễ sống lắm. Thơm cái dành dành hoa nó thơm mà. Thơm lắm. Cái này thơm, ai vào ngồi trong nhà hỏi cái gì hoa gì mà thơm thế? Giống như hoa của nó thơm. Chưa là cái hoa kia cũng thơm kìa, nhưng mà cây của anh chả có cái hoa nào nhỉ? Trồng ở đấy nó đi trồng, anh đi trồng gốc cây. Thế thì tôi là cái trồng khi chúng tôi trồng bé bé thôi, nó bằng cái trồng này này. Đấy là tôi đi lôi ra ngoài đấy. Lôi ra ngoài dòng vào gốc cây đấy. À vâng, thợ chuyên nghiệp đấy chị. Chuyên à, làm cây to kìa, còn có cây bầu là 2,5 m cơ mà. Nhưng mà nuôi dùng đấy, nuôi B40. Những cây bé bé này đi buộc cái này thôi. Về đây. Không đánh thì cứ giả công nhật ngày, nửa như hai anh em này buổi chiều nó 600. Ngày 600, tôi một công 600. Cơm nuôi bữa sáng bữa trưa, nhưng đây thuê bữa trưa chiều lại không muốn nuôi cơm. Nuôi nếu cả ngày. Không đánh cái này 600 rồi. 600 đấy là thợ 600 mua đây luôn, bọn này đánh không nọ đánh cái mộc kia còn giả còn cao hơn nữa tùy. Cây nào ví dụ như là cây này mua của anh chị mà tự nhiên là lãi được 500-700 chẳng hạn thì lại cho công thợ đấy, mình chỉ cần lãi ít thôi, nó như thế. Mình chỉ đến 50.000 thôi. Không, 50.000 chẳng có, nhưng có lãi.
Còn có những cây mà chưa bán được thì cứ giả công nhật 600. Hôm nay Sơn họ hỏi cây bạch thiên hương là cái hôm mày đào cái mộc nhà công ở trên cái kinh đấy là cây bạch thiên hương đấy. Đấy cây đấy nay đang lên nhưng mà nó không có nhà, nó khóa cửa, nhà nó ở chỗ gì? Bán rồi. Hả? Chuyển không mệt rồi. Nhà xây mệt rồi nhưng mà nó không bán, vợ bảo thôi để em để cây em gửi thơm. Bạch thiên hương nhiều lắm, cái dành dành này hiếm này, bạch thiên hương nhiều. Nó thơm là hoa dành dành nó thơm mà. Đấy. Các bạn nhá, đấy đánh. Không chụp cây tí nào hết. Anh đầu nhá. Thế hạ đấy thôi. Đánh cây là độc chuyển đi xa anh ạ. Đây là mình mua ở nhà chứ còn những cây to. Không, dành dành không phải hợp, chỉ có từ nếu mà làm cái món gọi là cái món ấy này là cây hoa hải đường này, cây hoa mộc hương kia cả đấy, và cây ngọc lan này, ba cây là hợp đấy, những cây đấy là cây là những cây ở trong từ đường nhà chùa đấy. Còn cây dành dành này là cây là những người người ta hoang toàn quá, người ta muốn trồng cây này để ra cưỡng lại cái tiết kiệm lại đấy, nó là của đại danh đấy, nó như thế, nó phong thủy thế. Thế nào nọ mà không mua được cây này, anh cố gắng mua cây này. Rồi có tiền nào, chả thấy có đồng nào trong túi bây giờ. Nào tiêu hết rồi này. Ông không thích hoa trắng. Không.